Cẩm Diệu gào khóc khi Mạnh Quỳnh nói muốn đến bên Phi Nhung. Phải nói rằng mối quan hệ giữa Mạnh Quỳnh và Cẩm Diệu chưa bao giờ là căng thẳng đến thế. Bởi vậy là người của công chúng sẽ có cái hay cái dở. Bình thường thì sẽ được mọi người vô cùng yêu mến và nổi tiếng. Còn không may sẽ bị cộng đồng đã kết cho đến khi vùi dập không thể ngóc đầu lên được vợ chồng mạnh quỳnh dường như cũng đang rơi vào trường hợp như vậy và sau cuộc cãi vã bất phần thắng bại với cẩm diệu mạnh quỳnh bất ngờ bước vào phòng sách vali và đi ngay trong đêm khán giả có lẽ thắc mắc rằng đêm khuya rồi tại sao mạnh quỳnh lại đi đâu và đúng như lời đồn đoán của mọi người anh bước chân ra phi trường và chuẩn bị bay sang california nơi gặp lại người tình sân khấu phi nhung để tâm sự những nỗi niềm mà anh đang ẩm mất xuống đến California, anh chạy ngay đến tỉnh xã Giác An để vào chùa gặp Phi Nhung. Tại nơi đây, Mạnh Quỳnh quỳ xuống trước trò cốt của cố ca sĩ Phi Nhung mà khóc nức nở. Anh cho biết, rất nhiều ngày qua mình vô cùng đau khổ nhưng chưa biết sẽ bày tỏ với ai. Thậm chí ngay đến vợ của anh Cẩm Diệu cũng không thể nào hiểu được cho những tâm tư của anh. Là vợ của Mạnh Quỳnh nhưng Cẩm Diệu lại khá khác biệt so với Phi Nhung. Thứ nhất là Cẩm Diệu sinh ra và lớn lên tại Mỹ nên phong cách sống sẽ không thể nào giống được với Phi Nhung và Mạnh Quỳnh. Hơn nữa lại là người không hoạt động trong giới showbiz nên Cẩm Diệu không thể nào hiểu được mọi chuyện như Mạnh Quỳnh và Phi Nhung. Mạnh Quỳnh sau khi thắp nén nhang cho cố ca sĩ Phi Nhung, anh chỉ nằm xuống và mong cho linh hồn Phi Nhung trong thời gian sắp tới, phù hộ anh gặp nhiều thuận lợi. Từ ngày văn bóng Phi Nhung, Mạnh Quỳnh dường như mất đi tất cả. Sự nghiệp của anh và Phi Nhung đang trên đỉnh vinh quang, bỗng nhiên suy sụp, phải kiên cường lắm Mạnh Quỳnh mới tiếp tục bước đi trên con đường nghệ thuật. Trước khi đi khỏi nhà Mạnh Quỳnh giận cảm dịu lắm, nhưng không biết phải làm sao. Nếu càng nói ra sẽ càng khiến cho hạnh phúc với anh và cảm dịu ngày càng giảm. Phải nói rằng trước mắt cuộc sống của Mạnh Quỳnh sẽ đầy rẫy những trong gai mà không biết anh có sức để vượt qua hay không. Tối qua chỉ một chút xíu nữa thôi là sự nghiệp của Mạnh Quỳnh dường như tàn vỡ nếu mạnh huynh không khéo trong cách ứng xử của mình có lẽ tất cả khán giả sẽ quay lưng lại với anh anh có thể phải làm lại từ đầu